Thưa quý vị và các bạn, đến với Hưng Yên, nếu chúng ta không thăm đền Tống Chân thì quả là một điều vô cùng đáng tiếc. Bởi khi đến với ngôi đền, chúng ta sẽ được ngắm dòng sông Luộc đầy thơ mộng, được sải bước trên những triền đê và đắm mình trong không khí yên bình, hương thơm dịu mát và vẻ đẹp nên thơ của các đầm sen đang đua nhau nở rộ trong những ngày hè. Con đường tiến vào đền được bao trùm bởi những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, tạo cho ngôi đền vẻ cổ kính, huyền bí và linh thiêng. Theo sử sách cũng như nhân dân địa phương kể lại, đền Tống Chân thuộc thôn An Cầu, xã Tống Chân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, được xây dựng để tôn thờ Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Tống Chân, một con người thông minh xuất chúng, đức độ hơn người, thủy chung với tình yêu, một tấm gương sáng cho muôn đời con cháu mai sau, niềm tự hào của người dân quê nhãn. Tương truyền vào thời Lý, tại xã An Đô, Tổng Võng Phan, huyện Phù Dung, nay là huyện Phù Cừ, gia đình ông Tống Thiệu Công, bà Đào Thị Quông, vốn nổi tiếng nhân từ, nhưng mãi tuổi lục tuần, Bính Ngọ 556 mới sinh hạ một cậu bé khôi ngô, tuấn tú trong 3 ngày 3 đêm, căn nhà luôn tỏa ánh hào quang. Vì thế hai cụ đã đặt tên con là Tống Chân. Tống Chân lớn nhanh như thổi, lên 3 tuổi đã tinh thông âm luật, 5 năm tuổi Tống Chân đã trên thông kinh văn dưới tường địa lý. Năm Tống Chân 7 tuổi, vua Lý Nam Đế mở khoa thi chọn nhân tài và Tống Chân vào kinh ứng thí. Cả 3 kỳ đều đỗ thủ khoa, đỗ đệ nhất giáp cập, đệ nhất danh trạng nguyên và được vua khen là quốc sĩ vô song, tướng tài quả nhị. Có nghĩa là kẻ sĩ cả nước chỉ có một Tống Chân, tướng tài không có người thứ hai. Thấy Tống Chân là người thông minh xuất chúng, nhà vua đã ngỏ ý muốn gả con gái cho Tân Trạng, nhưng Tống Chân đã khước từ. Trở về làng, Tống Chân bái yết tổ tông, thăm hai bên họ hàng nội ngoại, khao vọng dân làng. Sau đó Tống Chân đã tổ chức hỏi cưới Cúc Hoa làm vợ. Trước khi trở lại kinh thành, Tống Chân đã dựng nhà cho mẹ và vợ bên quê ngoại ở làng Phù Oanh, nay thuộc xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ. Vì khước từ không lấy công chúa sinh lòng thù ghét, xui vua cha cử Tống Chân đi sứ sang Bắc Quốc. Vua xứ Bắc thấy Trạng còn ít tuổi và muốn thử tài Trạng của nước Nam. Qua màn đối đáp, vua Bắc Quốc phải thốt lên rằng đây là nhân tài đứng đầu trong 18 nước chư hầu và phong cho Tống Chân làm Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Mến mộ tài năng của Trạng, vua xứ Bắc muốn gả con gái cho Trạng nhưng Trạng đã từ chối. Vì vậy vua Tàu đã cho nhốt Trạng và quân sĩ vào chùa Linh Long trong 100 ngày. Không cho thức ăn, nước uống, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nhưng với sự thông minh và trí tuệ hơn người, Tống Chân đã ra lệnh cho quân sĩ ăn tượng Phật được làm bằng chè lam và uống nước cúng Phật. Sau 100 ngày, vua xứ Bắc thấy Trạng và quân sĩ vẫn khỏe mạnh, béo tốt, nên rất nể phục tài năng và trí tuệ của Trạng, đã phong cho Trạng làm phụ quốc thượng tể Đầu Nam Tống Đại Vương. Qua 10 năm đi sứ, ở nhà Cúc Hoa vẫn chờ đợi chồng và một lòng hiếu thảo với mẹ chồng. Nhưng cha nàng đã bắt nàng lấy con nhà giàu, Tống Chân giả dạng người hành khất để dò la tình ý. Biết Cúc Hoa vẫn thủy chung với mình, Tống Chân cho rằng Cúc Hoa vẫn giữ đủ tam tòng tứ đức. Vì thế Tống Chân đã đón vợ về gia đình để đoàn tụ. Vua Nam biết chuyện rất cảm động và đã quyết định phong cho Cúc Hoa làm quận phu nhân. Sau khi về nước, Tống Chân được triều đình sao đảm nhận chức phụ chính đại thần. Khi đã ngoài 60 tuổi, ông mới dâng biểu cáo quan về quê.
Tuy tuổi cao sức yếu, nhưng ông vẫn mở lớp dạy học cho con em các nhà nghèo trong làng. Còn nàng Cúc Hoa, một thời gian sau thì mất. 5 năm sau, Tống Chân mắc bệnh và qua đời vào ngày mồng 5 tháng 5 năm Tân Hợi. Do có nhiều công trạng với dân với nước, triều đình đã phong cho ông là Thượng Đẳng Tối Linh Phụ Quốc Tống Chân Đại Vương, được truy phong Thượng Đẳng Phúc Thần. Sau khi ông mất, triều đình đã cử các quan đại thần mang sắc chỉ tiền bạc về cùng nhân dân địa phương xây dựng ngôi đền. Đền Tống Chân được xây dựng trên thế đất Long Chầu Hổ Phục với diện tích gần 12 mẫu Bắc Bộ, thuộc thôn An Cầu, xã Tống Chân, huyện Phù Cử. Phía trước đền là giếng mắt rồng. Xa xa trước cửa đền là một dòng sông lớn tạo nên sự hài hòa, gần gũi nhưng rất uy nghiêm. Chỉ nói riêng cách chọn vị thế, phong thủy để xây dựng ngôi đền đã cho thấy từ xa xưa, tổ tiên ta đã đặc biệt quan tâm đến việc học, luôn đề cao tư tưởng tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, sự biến đổi của thiên nhiên, đặc biệt là sự tàn phá của chiến tranh, đền Tống Chân đã bị phá hủy nhiều lần. Song với lòng tôn kính dành cho vị lưỡng quốc trạng nguyên Tống Chân, dân làng đã bảo nhau cất giấu, lưu giữ được nhiều cổ vật, hiện vật, đồ tế tự rất có giá trị về lịch sử và nghệ thuật. Năm 2012 năm 49 đi giặc về kéo về đóng ở Lát Tiến, thì đấy, nơi đây là nơi tập trung cán bộ, ủy ban, nhân dân, du kích và nhân dân tập trung ở đây bàn bạc về công việc chống giặc. Có kẻ Việt gian nó báo nó biết, nếu nó đến đốt đình một mặt nó cứ đốt, mặt cứ chạy. Bà Kính và một số các cụ chạy được đôi cụ đối này và một số chấp kích và các cái đồ thờ, đặc biệt là có bộ sắc phong là còn giữ được. Đình này còn đôi cụ đối này là cũ nhất, anh khí trung bất tán, trúc thôn thanh dạ thường kiến văn tinh, nghĩa đen là khí anh linh cuối cùng không mất không tan. Trúc thôn là trong hương thôn, trong thế chưa làng, thanh dạ đêm thanh rồi thường thấy văn tinh xuất hiện, là tức cái tướng tinh của ngài xuất hiện ở trên trời. Bên này là thử địa tịch truyền linh khách kính phương danh đồng thừa giá thăng, nghĩa là trên đất này cái khí thiêng của trời đất đã tạo lên cái tiếng thơm là mãi mãi không bao giờ hết. Trao đổi với chúng tôi, ông Đào Xuân Thủy, thủ nhang đền Tống Chân cho biết, qua công tác khảo cổ, đền Tống Chân còn lưu giữ, bảo tồn được trên 100 cổ vật, kỳ vật, hiện vật. Trong đó, có một số cổ vật, kỳ vật rất có giá trị về lịch sử khoa học, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật. Năm 572, vua Triệu Quang Phục mời Tống Chân ra để làm tể tướng, được nhà vua cấp cho một ấn và tín thay quyền của vua. Vẫn còn lưu trữ, vẫn còn giữ lại. Thời kỳ cũ của chúng tôi là còn 3 bát hương cổ này, còn có một bộ thẻ 100 số. Theo khảo cổ học, bộ thẻ này có từ 595, 596. Mà đến bây giờ nó vào qua 15 thế kỷ rồi. Vì Tống Chân quá giỏi, cho nên Tống Chân soạn lại bộ thẻ cho quê hương. Bộ thẻ này rất là linh ứng. Đền thờ Lưỡng Quốc Trạng Nguyên chúng tôi còn một đôi kỳ vật rất đáng giá, tức là được vua của nước Ngô tặng Tống Chân khi sang xứ 15 dạy học cho nước Ngô, khi về được tặng đôi cờ mao. Với những giá trị đặc sắc về vật thể và phi vật thể, năm 1991, đền Tống Chân đã được xếp hạng là di tích quốc gia. Điều đặc biệt ở đền Tống Chân, ngay sau mỗi lần bị tàn phá, dân làng lại bảo nhau gom góp tiền của, tre gỗ vật liệu để xây dựng lại ngôi đền. Ngôi đền chưa một ngày không hương khói, đúng như sắc chỉ vua ban. Ngôi đền đang hiện hữu có kết cấu kiến trúc hình chữ nhị, mang đậm dấu ấn thời Nguyễn. Điều đó cho thấy đền Tống Chân luôn được sự quan tâm của các cấp các ngành, của nhân dân địa phương và du khách gần xa. Cách đền Tống Chân khoảng gần 2 km là đền Phượng Hoàng, nơi thờ quận phu nhân Cúc Hoa, thuộc thôn Phủ Anh, xã Minh Tiến. Người vợ hiền Tần Tảo của Tống Chân đã thay chồng chăm sóc mẹ trong suốt 10 năm. Đến với đền Tống Chân, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng một ngôi đền đẹp về cảnh quan, đặc sắc về giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật kiến trúc. Một ngôi đền độc nhất vô nhị ở tỉnh Hưng Yên. Để tưởng nhớ và tôn vinh bậc hiền tài vì dân, vì nước, chung thủy với tình yêu,
hàng năm lễ hội đền Tống Chân được tổ chức từ ngày mùng 10 đến ngày 17 tháng 4 âm lịch. Trong những ngày diễn ra lễ hội, dân làng cùng khách thập phương được chứng kiến những nghi lễ đặc sắc, được đắm mình vào những sinh hoạt văn hóa phong phú, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Với những nghi lễ đặc sắc cùng nhiều trò chơi dân gian, lễ hội đền Tống Chân đã trở thành một lễ hội lớn nhất của huyện Phù Cừ, một địa chỉ du lịch tâm linh hấp dẫn của tỉnh Hưng Yên.